Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân vùng ven biển. Quảng Bình quyết tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định sản xuất đời sống cho nhân dân. Hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 5 năm 2016, kỷ niệm 62 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cách đây 62 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, sau 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trồn bùn non, gan không núng, chỉ không mòn, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Nhân kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2016. Hôm nay, ngày mùng 7 tháng 5, trong không khí náo nức của cả nước hướng về ngày lễ lớn của dân tộc, đã có 215 đoàn khách đến viếng dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ công ơn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong ngày 7 tháng 5, đã có 215 đoàn khách với 2.218 người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đào Yên, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Trước anh linh của Đại tướng, những người dân đến viếng đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy trưởng trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Càng biết ơn Đại tướng, mỗi người dân Việt Nam càng tự hào hơn trước những chiến thắng vẻ vang của cha ông trong cuộc kháng chiến kiến quốc vĩ đại và càng ý thức được vai trò của công dân đất Việt đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước quê hương. Mỗi ngày, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nơi dừng chân của hàng ngàn lượt du khách đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng mộ vị Đại tướng huyền thoại, như là cuộc hành trình về nguồn, về với những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Được biết, kể từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, đã có 2.858 đoàn khách với 38.690 người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có mặt tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào dịp kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi ghi được hình ảnh thân thương của những cựu chiến binh. Họ từng là những người lính từ chiến trường, người lính của vị đại tướng tài ba. Có nhiều người đã đến đây rất nhiều lần, nhưng khi kính cẩn dâng hoa dâng hương lên khu mộ của người, ai cũng bồi hồi xúc động. Chúng tôi là những người hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam qua những năm trong chiến tranh, nay trở về đời thường, tổ chức thanh hội hôm nay vào thăm mộ đại tướng, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi rất xúc động, tự hào. Trong số những đoàn khách du lịch còn có những bạn trẻ từ các cơ quan, những công nhân từ cả khu công nghiệp trong nước được công ty tổ chức du lịch theo tour. Khi đến Quảng Bình, nhiều bạn trẻ mong muốn được đặt chân đến Vũng Chùa Đào Yên để được thắp nén tâm hương, tỏ lòng thành kính trước anh linh vị đại tướng tài ba Võ Nguyên Giáp. Đi một đoạn đường 300 cây rất là nóng, nhưng mà lên đây thì bọn tôi cũng rất là vừa là xem được phong cảnh rất là đẹp. Thứ hai là cũng rất là cảm động khi mà được viếng mộ của một cái vị tướng, một trong năm vị tướng tài của thế giới. Du khách khi đến Vũng Chùa, Đào Yên được chỉnh tay mình thắp nến tâm hương lên khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, hẳn ai cũng muốn, cũng ước nguyện được đến đây dù chỉ một lần. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 5, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân vùng ven biển và động viên ngư dân vượt qua khó khăn do tình trạng thủy hải sản chết bất thường trong gần một tháng qua. Đến thăm hỏi động viên cán bộ nhân dân cả xã vùng ven biển của huyện Bố Trạch đang ra quân thu dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến bờ biển, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ về những khó khăn của nhân dân, đồng thời ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất và đời sống của người dân các xã vùng ven biển
đã và đang gánh chịu nhiều thiệt hại do tình trạng thủy hải sản chết bất thường trong gần một tháng qua gây ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, ngay sau khi nhận được thông tin về tình trạng cá biển chết trôi dạt vào bờ, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Quảng Bình đã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, nắm bắt tình hình, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân kịp thời thu gom và xử lý lượng cá chết để giữ gìn vệ sinh môi trường và khẩn trương triển khai các chính sách để hỗ trợ nhân dân ổn định sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của Trung ương vẫn chưa có trả lời chính thức về nguyên nhân đối tượng gây chết cá. Cùng với việc ngư dân không sản xuất gần bờ nên không có thu nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Trong khi đó, lợi dụng tình hình các phần tử phản động đã kích động sử dụng người dân tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại một số địa bàn. Để kịp thời ổn định tình hình sản xuất và đời sống của người dân, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn nhân dân các xã vùng ven biển hãy yên tâm và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Quảng Bình, tuyệt đối tỉnh táo, kiên định lập trường tư tưởng, đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết không nghe theo lời xúi dục, kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch, chung sức đồng lòng, đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc thu mua thủy hải sản đánh bắt xa bờ tại cảng cá sông Danh. Đây là một trong ba điểm chính thu mua thủy hải sản của các tàu đánh bắt ở vùng biển xa. Việc thu mua thủy hải sản ở đây đã được triển khai từ ngày 30 tháng 4 năm 2016. Ngay sau khi cả cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình tiến hành xác định rõ nguồn gốc và chất lượng thủy hải sản. Qua một tuần thực hiện chính sách thu mua thủy hải sản cho các tàu đánh bắt ở vùng biển xa, không khí diễn ra khá tấp nập. Đến nay, tại cảng cá sông Danh đã có 11 doanh nghiệp tham gia thu mua cho 32 tàu của ngư dân với tổng sản lượng gần 350 tấn thủy hải sản các loại. Qua kiểm tra việc thu mua thủy hải sản tại cảng cá sông Danh và nắm bắt tình hình sản xuất đời sống của ngư dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Hôm nay tôi rất là vui mừng đến tại cảng Danh đã chứng kiến thấy bà con ngư dân của chúng ta là rất tích cực, rất là phấn khởi khi đánh bắt cá xa bờ về và đã được các cái cơ sở thu mua hết sức đầy đủ. Phải nói rằng là cá với chất lượng rất tốt, rất ngon. Và bà con ở đây mua rất nhiều và tạo ra được một cái không khí rất là sôi động, rất phấn khởi cho bà con ngư dân. Và bà con ngư dân yên tâm ra khơi bám biển. Vừa qua những cái chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành về thì bà con cũng đã tiếp nhận và rất là vui mừng với cái sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với những cái chính sách để hỗ trợ cho ngư dân, trong đó hỗ trợ cho những người bám biển ra khơi để đánh bắt hải sản và hỗ trợ cho những cái cơ sở thu mua, phải nói rằng là rất kịp thời. Bà con đã rất đồng tình cao với những cái chính sách của Trung ương và của tỉnh đã đề ra. Và trong thời gian sắp tới, tôi cũng mong rằng bà con ngư dân tiếp tục động viên đoàn kết ra khơi bám biển để tiếp tục đánh bắt cá. Tôi cũng đề nghị với các cái cơ sở thu mua là tiếp tục thu mua tận thu hết tất cả các cái nguồn hải sản mà bà con ngư dân đã đánh bắt về với những cái hải sản sạch, chất lượng tốt để đáp ứng cái kịp thời tiêu thụ ở trên thị trường. Và cũng đề nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục động viên bà con ở nhân dân, tuyên truyền, giải thích cho bà con nhân dân để tiếp tục ra khơi bám biển. Đảng và Nhà nước luôn luôn đồng hành cùng với bà con ngư dân để giúp bà con nhân dân vượt qua những cái khó khăn lúc này. Mong rằng bà con ngư dân cùng với Đảng, với Nhà nước, cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương, cùng với các cấp các ngành để làm tốt cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới vùng đảo. Buổi trưa cùng ngày, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới về tình hình sản xuất đời sống của nhân dân và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thu gom và xử lý lượng cá chết trôi dạt vào bờ biển và triển khai các chính sách để ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội cần tiếp tục thống kê, tổng hợp những thiệt hại của bà con ngư dân để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đề xuất phương án lâu dài để chuyển đổi cơ cấu ngành nghề.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong khi chưa có nguyên nhân chính thức về tình trạng thủy hải sản chết trôi dạt vào bờ biển, thì hơn ai hết, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, cùng cấp ủy chính quyền địa phương vượt qua khó khăn trước mắt, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương cùng với việc chuẩn bị chú đạo, trình tự các bước theo quy định, thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử với số phiếu cao nhất, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật. Sáng nay, mùng 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý 2 năm 2016 do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh và 300 chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong 4 tháng đầu năm 2016, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận thêm 259 doanh nghiệp được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh hiện nay là 4.533 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký gần 23.532 tỷ đồng. Cũng trong 4 tháng đầu năm 2016, có 41 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 10.782 tỷ đồng, trong đó hai dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 440 tỷ đồng. Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn tại cơ cấu sản xuất, tổ chức lại bộ máy nhằm duy trì và mở rộng sản xuất. Nhờ đó có nhiều doanh nghiệp ở Quảng Bình hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đã giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động. Một số doanh nghiệp đã hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước năm 2015. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2016, ở Quảng Bình có 25 doanh nghiệp phải giải thể, 68 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Thu ngân sách đối với các doanh nghiệp có tăng so với cùng kỳ, nhưng vẫn chưa đạt so với dự toán được giao. Nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp một số khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng, lãi suất cho vay cao, mức vay còn hạn chế. Một số mặt hàng nông sản xuất khẩu giảm, trình độ lao động trên địa bàn còn thấp, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài các kiến nghị đề xuất về cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hầu hết doanh nghiệp đều đề xuất các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình sau đợt bị ảnh hưởng do tình trạng cá biển chết ven bờ. Và hỗ trợ ngư dân, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá về thu mua tiêu thụ hải sản, cho vay vốn, giãn nợ, khoanh nợ, giúp doanh nghiệp và ngư dân ổn định sản xuất. Kết luận tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho rằng, hiện nay tỉnh Quảng Bình nói chung, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng đang gặp phải một số khó khăn nhất định do tình hình đột xuất xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, Quảng Bình là một địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng, luôn vượt qua được hoàn cảnh để vươn lên. Bên cạnh đó, Quảng Bình cũng là địa phương đang có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, dịch vụ du lịch là lĩnh vực có tiềm năng hết sức to lớn. Bên cạnh đó, Quảng Bình có nguồn nhân lực dồi dào, có hệ thống giao thông thuận lợi với đầy đủ cảng biển, cảng hàng không, đường bộ, đường sắt, là điều kiện cơ bản để các doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng các xí nghiệp, nhà máy. Và đây là những yếu tố cơ bản để Quảng Bình phấn đấu sớm thoát nghèo. Thời gian vừa rồi, thứ nhất là trong vòng là nửa tháng gần đây là một thời kỳ khó khăn cho tỉnh. Qua cái vụ cá chết, thì như vậy là một cái khó khăn lớn của doanh nghiệp. Riêng ngân hàng nhà nước tỉnh thông báo thiệt hại trên địa bàn là trên 700 tỷ. Nhưng mà thiệt hại lớn hơn nữa là tư tưởng người dân. Cho nên là đây là thời kỳ mà có như là vô cùng khó khăn cho tỉnh, cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp khó khăn thì khó khăn thôi. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải là tự tin. Mình vượt qua được thì mình sẽ thành công thôi. Bởi vì tiềm năng của một con người của mình thì mình sẽ làm được thôi. Và có thể nói rằng là chưa bao giờ là tỉnh ta có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến như bây giờ đâu. Tôi nói về các ông chí là tôi nói rất bằng tấm lòng của tôi đấy. Chưa bao giờ Quảng Bình nổi tiếng du lịch như thời gian vừa rồi, trong vòng 3 năm nay. Và chưa bao giờ Quảng Bình có nhiều nhà đầu tư đến như bây giờ. Có 3 tập đoàn tư nhân lớn nhất, một là Vingroup để Quảng Bình chuẩn bị là triển khai để mà làm một kỳ Vincom là 18 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng mức đầu tư khoảng 3-4 nghìn tỷ,
với group, rồi sáu group, rồi FLC làm hại đi là 8.000 tỷ. Kế hoạch là cuối năm 2016 này là khánh thành giai đoạn 3.000 tỷ, rồi tập đoàn là Dệt May đầu tư 3 dự án, một là mở rộng nhà máy máy Quảng Hào từ chỗ 2.000 lên 10.000 công nhân, họ đã khởi công rồi, lên 10.000 công nhân đấy. Nhà máy máy thì năm nay 19 tháng 5 là khánh thành là 2.000, cuối năm 2.000 là 4.000 công nhân. Nhà máy máy Ba Đồn 2.000 công nhân, nhà máy máy Hà Quảng bây giờ là 1.700 công nhân. Đó. Thì để mà giải quyết lao động, rồi cái chỗ mà cái tổng công ty Nikogi 13 là chuẩn bị đầu tư cái dự án nhà máy của MDF, rồi là cái Hòa Phát, cái tập đoàn Hòa Phát và bán sắt thép ấy, thì đã đầu tư ở chỗ Việt Trung, tổng mức đầu tư là khoảng độ 1.000 tỷ để nuôi bò. Thì như vậy á, là có thể nói rằng là đấy là những vấn đề mà bước đầu để chúng ta có hy vọng để mà đưa Quảng Bình thoát nghèo. Mà trong thường vụ tỉnh ủy, trong tỉnh ủy quyết định là xác định rằng là thời kỳ 2016-2020 là thời kỳ nếu chúng ta không bật lên được thì chúng ta sẽ tụt thấu sau cả tỉnh. Những dấu hiệu mình bật rất rõ, chỉ còn việc là phải hành động làm thôi. Tức là phải suy nghĩ rằng trong tư duy mình phải thay đổi. Bây giờ càng ngày càng thấy rõ là Quảng Bình rất nhiều tiềm năng và chúng ta có cái vị trí địa lý tốt đối tốt đấy. Thì sắp tới là về phía tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý chủ trương rồi, sẽ mở cái đường quốc lộ 9B. 9B tức là cái đường mà nối lên chỗ đường tỉnh lộ 16 qua chỗ Lạ Vơn, chỗ Trục Bút về phía Lê Thủy gọi là Trục Bút, mà về phía bên tỉnh Savannakhet của Lào là Lạ Vơn, thì mình nối thẳng được nó. Thì về phía bán tỉnh trong tháng 5 sẽ có một hội nghị ủy ban tỉnh để ra soát lại những việc mà để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong từng mức mà thẩm quyền của tỉnh để mà làm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi rất là trân trọng, rất là cảm ơn và đánh giá rất cao cái sự có mặt của các đồng chí chủ doanh nghiệp, và mong rằng là trong thời gian tới các doanh nghiệp cùng với tỉnh đồng hành để mà giúp tỉnh chúng ta thoát nghèo. Dịp này, 23 tập thể đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vì đã hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn số 644 về các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ đối với ngư dân các địa phương ven biển. Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung đã xảy ra tình trạng hải sản chết bất thường, khiến đời sống của bà con ngư dân gặp rất nhiều khó khăn. Để kịp thời hỗ trợ cho ngư dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển bị ảnh hưởng do cá chết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chính sách hỗ trợ khẩn cấp tạm thời như sau: tạm ứng 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ gạo quốc gia khu vực Bình Trị Thiên để hỗ trợ cho ngư dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển bị ảnh hưởng. Khi có gạo hỗ trợ của chính phủ, tỉnh sẽ khẩn trương cấp bù đủ số lượng với định mức hỗ trợ 15 kg một khẩu một tháng nhân 1,5 tháng. Tạm ứng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016 số tiền 2.699.000.000 để hỗ trợ cho ngư dân có tàu khai thác gần bờ bị thiệt hại do ảnh hưởng cá chết với mức 1.000.000 một tàu. Khi có nguồn hỗ trợ từ chính phủ, tỉnh sẽ cấp hỗ trợ bù đủ mức 5.000.000 một tàu. Tuy nhiên, hiện tại nhiều bà con ngư dân chưa hiểu rõ chính sách hỗ trợ của tỉnh và của chính phủ nên có thắc mắc. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền các chính sách nói trên đến tận tổ dân phố, thôn xóm, phát trên loa truyền thanh để bà con ngư dân hiểu đúng về chính sách hỗ trợ của nhà nước. Địa phương nào chưa triển khai các chính sách hỗ trợ nói trên của tỉnh cho ngư dân thì khẩn trương thực hiện. Đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo ra soát các đối tượng bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ và tiếp tục cần được hỗ trợ gạo, báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 11 tháng 5 năm 2016. Ra soát, báo cáo danh sách cụ thể theo từng hộ, số lượng tàu thuyền của hộ ngư dân khai thác gần bờ bị thiệt hại do cá chết cần hỗ trợ, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 11 tháng 5 năm 2016. Việc ra soát lập danh sách phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, đúng đối tượng là những tàu thuyền thực sự có tham gia khai thác hải sản gần bờ bị ảnh hưởng. Công khai cho người dân biết
theo dõi, giám sát. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra sai sót. Ký thay chủ tịch, phó chủ tịch Trần Tiến Dũng đã ký hết nội dung công văn. Chiều hôm qua, ngày 6 tháng 5, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị cựu chiến binh vùng biển tham gia khắc phục hậu quả cá chết bất thường. Tại hội nghị, các đại biểu cựu chiến binh đã được nghe lãnh đạo Hội cựu chiến binh báo cáo tình hình cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại các tỉnh miền Trung, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân. Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội cựu chiến binh tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức hội, cán bộ hội viên cựu chiến binh tích cực tuyên truyền vận động nhân dân gương mẫu trong các hoạt động khắc phục hậu quả cá chết, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Các cấp hội cựu chiến binh cũng đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm ổn định tình hình ở các xã biển, đồng bào cỏ đào và địa bàn xung yếu, phát huy tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, gương mẫu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Ngày 7 tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho ngư dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Xã Thanh Trạch hiện có 12 tàu lớn đánh bắt xa bờ và trên 40 tàu nhỏ đánh bắt thủy sản gần bờ, mang lại sản lượng hiệu quả kinh tế cao. Cùng với sản lượng hải sản tăng, dịch vụ tiêu thụ, sơ chế, hậu cần nghề cá cũng phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, sự việc cá biển chết bất thường từ đầu tháng 4 năm 2016 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất của ngư dân trong xã. Trước tình hình đó, chính quyền xã Thanh Trạch đã thành lập 3 tổ công tác và phối hợp với lực lượng biên phòng hàng ngày tiến hành thu gom, tiêu hủy cá chết trôi giạt vào bờ, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đến thăm các gia đình ngư dân, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chia sẻ với những khó khăn mà ngư dân đang gặp phải, đồng thời đề ra phương án phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, nắm chắc tình hình, xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quần chúng nhân dân. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ 5 hộ gia đình ngư dân một suất quà trị giá 500.000 đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cũng vừa tổ chức trao tặng 750 suất quà hỗ trợ cho bà con ngư dân, gồm các xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch và xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Tại các điểm trao quà, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ với những khó khăn của bà con ngư dân và trao tặng 750 suất quà với tổng trị giá gần 300 triệu đồng, một suất quà bao gồm tiền mặt và 20 kg gạo. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá thiệt hại của các địa phương ven biển để đề xuất Trung ương Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ cho bà con ngư dân vùng ven biển. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy cũng vừa tổ chức đoàn đến thăm, động viên và trao tặng 45 suất quà cho gia đình các ngư dân là hội viên Hội Phụ nữ ở ba xã biển Bãi Ngang gồm Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Bắc. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã huy động sự đóng góp từ nguồn quỹ hoạt động của tất cả các hội cơ sở xã, thị trấn trong huyện với số tiền 9 triệu đồng để hỗ trợ cho 30 gia đình hội viên phụ nữ, một suất quà trị giá 300.000 đồng và trao 15 suất quà của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, một suất quà trị giá 500.000 đồng cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do tình trạng cá biển chết bất thường. Món quà tuy không lớn nhưng đã góp phần động viên nhân dân ba xã biển trên địa bàn huyện Lệ Thủy ổn định tư tưởng, không bị kẻ xấu kích động và sử dụng, giúp nhau vượt qua khó khăn để dân ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chung tay bảo vệ môi trường biển, kết nối cộng đồng, cùng chia sẻ những khó khăn với người dân đang gặp hoạn nạn. Đó là thông điệp mà các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh muốn thực hiện qua hành trình tình nguyện của mình. Vượt hơn 1.000 cây số, những thanh niên từ thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối với các đoàn viên trường Đại học Quảng Bình tổ chức những hoạt động ý nghĩa tại xã biển Hải Trạch, huyện Bố Trạch. Nguyễn Thị Thu Hoa, một thanh niên thế hệ 8X hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là người đã nhen nhóm ý tưởng cho chuyến đi tình nguyện này. Trước những khó khăn mà nhân dân vùng biển 4 tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình đang gặp phải do tình trạng cá chết bất thường xảy ra từ đầu tháng 4, Nguyễn Thị Thu Hoa quyết định bỏ ra 50 triệu đồng và kêu gọi những bạn trẻ khác trên cộng đồng mạng xã hội chung tay góp sức để cùng hỗ trợ ngư dân miền Trung vượt qua khó khăn. Chỉ trong 6 ngày, Nguyễn Thị Thu Hoa đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các bạn trẻ cùng chung chỉ hướng tấm lòng thiện nguyện. Khi mà mình đọc cái thông tin á, là đa phần bà con ngư dân á, thì 80% là đánh bắt gần bờ. Dường như là với cái hiện trạng biển và cá như vậy thì họ không có thể tiếp tục cái công việc của mình. Và đời sống của hàng triệu ngư dân đang gặp rất là nhiều khó khăn, đồng cảm và chia sẻ với người dân. Nên là tôi đã quyết định là thực hiện cái chiến dịch quyên góp ở trên Facebook
thông qua những cái đồng nghiệp và bạn bè của mình. Thì trong vòng 6 ngày cho tới thời điểm này thì tôi đã quyên góp được 300 triệu. Và cái địa điểm đầu tiên mà tôi và cái nhóm của chúng tôi lựa chọn là xã Hải Trạch. Chung tay bảo vệ môi trường, làm vệ sinh khu vực biển ở xã Hải Trạch là hoạt động đầu tiên mà các bạn trẻ triển khai. Hoạt động này đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của gần 50 sinh viên trường Đại học Quảng Bình và sự ủng hộ từ phía chính quyền, đoàn viên, người dân xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch. Chỉ trong một buổi sáng, tất cả mọi người đã cùng nhau thu gom và xử lý toàn bộ rác thải dọc 500 mét bờ biển ở xã Hải Trạch. Hy vọng rằng với cái hoạt động đầu tiên bắt đầu từ chính ngày hôm nay thì các bạn thanh niên, các bạn sinh viên, những bạn trẻ và những cái đặc biệt là những cái người ngư dân đang gắn liền với biển sẽ ý thức được rằng cái việc bảo vệ môi trường biển là cái việc không phải của riêng bất cứ một cá nhân hay là của một chính quyền nào cả, mà đó là cái vấn đề của toàn thể chúng ta. Và hy vọng rằng cái hành động của tôi là sẽ bắt đầu tiếp tục được lan tỏa. Khi mà các bạn sinh viên có thể cùng nhau làm và tổ chức ra những cái nhóm như thế này thì tôi sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả mọi người để cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Mong muốn là không chỉ là dừng ngay tại đấy, mà sau hoạt động này chúng ta hãy cùng nhau lập những đội thanh niên tình nguyện để cùng những ngư dân dọn rác ở vùng ven biển cũng như là môi trường xung quanh chúng ta để bảo vệ môi trường sạch đẹp hơn. Đừng ngừng lại những hành động đẹp như thế này. Nhằm góp phần giúp đỡ bà con ngư dân xã Hải Trạch ổn định cuộc sống, nhóm tình nguyện còn hỗ trợ 350 suất quà gồm mì tôm và tiền mặt, dành tặng 50 suất học bổng, một suất trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó ở trường tiểu học Hải Trạch, huyện Bố Trạch. Hải Trạch là một xã vùng biển nên phần lớn người dân mưu sinh nhờ nguồn lợi hải sản. Do vậy, sau sự việc cá chết hàng loạt, người dân xã Hải Trạch đang gặp nhiều khó khăn. Sự đồng hành hỗ trợ của các bạn trẻ thêm lần nữa thể hiện tinh thần tương thân tương ái truyền thống. Người dân xã Hải Trạch cũng sẽ ấm lòng hơn khi đối diện với khó khăn trước mắt. Chúng tôi rất cảm động khi nhận được những tấm quà của các cháu ở các vùng xa gửi về và rất chân thành cảm ơn những số bạn trẻ đã hết lòng giúp đỡ cho bà con trong hoạn nạn khó khăn thế này. Thay mặt lãnh đạo huyện thì trước hết tôi xin cảm ơn cái nhóm tình nguyện trẻ của thành phố Hồ Chí Minh về cùng đồng hành với huyện để giúp cho đồng bào khó khăn, chia sẻ cái mất mát thời gian vừa qua. Thì phải nói rằng đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa và kịp thời đối với huyện. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng sự đồng cảm với những khó khăn của ngư dân miền Trung trong suốt thời gian qua, nhóm tình nguyện trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã không ngồi yên chờ đợi mà đã kêu gọi cộng đồng chung tay, phối hợp cùng với lực lượng sinh viên Quảng Bình để tổ chức hoạt động vô cùng có ý nghĩa. Hy vọng những hoạt động có ý nghĩa như thế này sẽ không chỉ dừng lại ở một miền biển Hải Trạch mà sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều miền quê hơn nữa, đến nhiều người trẻ hơn nữa, để chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường biển, biết yêu thương, sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn của người dân trên chính quê hương mình. Mời quý vị và các bạn nghe thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình về kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 6 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi tắm Vũng Chua, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đà Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Kết quả quan trắc phân tích so sánh với QCVN10MT2015BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy 11 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố tại website vea.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng cá biển chết hàng loạt trên diện rộng ở vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã gây nhiều thiệt hại và khó khăn đối với đời sống của nhân dân các địa phương, mà nặng nề nhất là đối với ngư dân Quảng Bình. Trong khi chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng ở Trung ương về nguyên nhân cá biển chết, một số đối tượng phản động đã lợi dụng tình hình trên để kích động sử dụng, lôi kéo người dân tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự tại một số địa bàn của tỉnh. Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quyết liệt chỉ đạo các cấp các ngành địa phương đơn vị trong việc tuyên truyền vận động nhân dân ổn định sản xuất đời sống và đảm bảo an ninh trật tự. Ngư dân mà ở nhà mà đi biển được thì thiệt hại như đó thì tỉnh với các chủ trương của Đảng mà nhà nước đưa ra như đó thì cũng hợp lý. Trong thời gian qua mà các ngư dân mà bị họ kích động thì em thấy là không nên làm như đó, bởi vì làm như đó là không hay. Cái chính sách mà được nhà nước quan tâm, coi như là báo đài cũng đã nói tương đối rõ, cụ thể thì dân người ta nghe được, người ta giải tán. Và khi giải tán nó rồi, người ta chỉ còn mong lại sớm trả lại cái biển nó xanh, gọi là xanh nó là để cho nghề lồng hoạt động. Người ta đã nghe được những cái lời tuyên truyền, không nên tụ tập, không nên đông người, và không nghe những cái lời xấu để tuyên truyền, nhưng cảm thấy hiểu được, rõ được chế độ chính sách nhà nước, như vậy là đã thỏa đáng thì người ta tự người ta giúp. Bên cạnh việc chỉ đạo nhân dân thu gom cá chết giữ gìn vệ sinh môi trường, Quảng Bình đã khẩn trương triển khai thực hiện một số chính sách của tỉnh để hỗ trợ nhân dân gặp nhiều khó khăn do tình trạng cá biển chết hàng loạt. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã xuất cấp 500 tấn gạo hỗ trợ cho ngư dân, các ban ngành địa phương cũng đã kịp thời trích nguồn ngân sách để hỗ trợ cho nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho nhân dân các địa phương và tiếp nhận 5 tỷ đồng và 25 tấn gạo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 2 tỷ đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Casper Việt Nam để phân bổ cho ngư dân. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp cũng đã vào cuộc và có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân các địa phương gặp khó khăn. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hôm nay hỗ trợ cho địa bàn xã Hải Ninh một số là coi là gạo tận hộ gia đình. Với riêng bản thân tôi là một người dân Hải Ninh, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến tận địa phương và hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 đến nay, Sở Công Thương Quảng Bình đã phối hợp với các ngành địa phương và các doanh nghiệp thực hiện việc thu mua thủy sản đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Bình, mở thêm nhiều điểm bán cá sạch, chứng nhận thủy sản an toàn để người dân yên tâm tiêu thụ. Kịp thời công bố vùng ngư trường an toàn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm ra khơi đánh bắt thủy sản xa bờ. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nói trên, nên đến thời điểm này, người dân Quảng Bình đã tiêu thụ cá biển trở lại. Riêng đối với các ngư dân có tàu tham gia đánh bắt thủy sản gần bờ công suất dưới 20 CV, tỉnh Quảng Bình đã có chính sách hỗ trợ 28 tỷ đồng với mức hỗ trợ 1 tàu 1 triệu đồng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kịp thời có hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi trồng thủy sản để chủ động trong sản xuất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn có các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc, miễn giảm nợ vay cho ngư dân. Các đại lý thu mua hải sản và doanh nghiệp dịch vụ nghề cá, các tổ chức cá nhân tham gia đánh bắt nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và ngư dân tiếp tục được vay vốn bám biển đánh bắt hải sản. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các ngành địa phương ra soát lại các hộ ngư dân còn gặp khó khăn do không thể đánh bắt thủy sản gần bờ để kịp thời hỗ trợ cho ngư dân. Hơn lúc nào hết là cần phải quan tâm đến đời sống người dân, kể cả những hộ mà có tàu đánh bắt ngoài biển, biển gần, biển xa, và kể cả những hộ mà làm dịch vụ nghề cá, rồi là kể cả những hộ mà nuôi trồng thủy sản mà có ảnh hưởng đến vấn đề là nước biển chiếm đoạt. Tỉnh là luôn luôn mà theo sát cái diễn biến cũng như là luôn luôn theo sát người dân để đảm bảo là giúp người dân vượt qua khó khăn lần này. Trên tỉnh thì có trung đảng của chính phủ chỉ đạo để mà đảm bảo cho người dân không bị đói, rồi là đảm bảo người dân có cái chỗ dựa vững chắc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng phải đối mặt với tình trạng cá biển chết hàng loạt lại xảy ra trên phạm vi rộng, nên công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong khi đó, các phần tử phản động đã lợi dụng tình hình để kích động, sử dụng người dân tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự tại một số địa bàn. Tại cuộc họp, để nắm tình hình đời sống và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường vừa được tổ chức, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
đã đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh trong việc tuyên truyền vận động nhân dân ổn định sản xuất đời sống và đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tập trung cái sự lãnh đạo chỉ đạo để bảo đảm cái sự ổn định tình hình trên địa bàn của toàn tỉnh. Và trước hết là tập trung để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, giải thích, vận động cho nhân dân trên địa bàn của toàn tỉnh hiểu rõ, hiểu đúng về cái sự việc và chấp hành tốt cái chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Mà đặc biệt nhất là để tuyên truyền giải thích cho nhân dân ở trên địa bàn của các xã vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình là thấy được sự việc và thấy được cái sự quyết tâm của Đảng và nhà nước, sự quyết tâm của chính phủ, sự quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình để bảo đảm cho ngư dân ổn định về tình hình sản xuất đời sống. Hơn lúc nào hết, trong những lúc khó khăn thử thách, Đảng, chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân, quan tâm hỗ trợ để nhân dân sớm ổn định sản xuất và đời sống, vượt qua khó khăn trước mắt. Bởi vậy, mỗi một cán bộ đảng viên và nhân dân cần tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương, đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết không nghe theo lời xúi dục kích động, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch, chung sức chung lòng đoàn kết vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Bình Hai Giỏi, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trước mắt là tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên cả lĩnh vực đảng quan tâm khác. Hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có vòng sư Quảng Ninh chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2016. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơi, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông. Xây nước Việt đẹp tươi. Thưa quý vị và các bạn, xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại của dân tộc, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với các địa phương trong tỉnh, những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Tuyên Hóa diễn ra hết sức sôi nổi. Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ đúng quy trình. Hiện tại, 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành xong công tác hiệp thương lần thứ 3, thống nhất lập danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện luật bầu cử và các văn bản chỉ đạo của các cấp, thì trong thời gian qua, các cái nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử thì Ủy ban bầu cử thị trấn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử thị trấn Rồng Lế tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, rồi là tổ chức tiếp tục triển khai các cái hội nghị cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là tiếp xúc vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, và bên cạnh đó là chỉ đạo các lực lượng phối hợp triển khai đảm bảo công tác an ninh trước, trong và sau ngày bầu cử để đảm bảo ngày bầu cử được thực hiện thành công. Để người dân nắm rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình,
các ban ngành đoàn thể từ huyện đến các xã thị trấn đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân bằng các hình thức đa dạng như mở chuyên mục bầu cử trên hệ thống truyền thanh truyền hình của huyện để tập trung tuyên truyền luật bầu cử đại biểu quốc hội, bầu cử hội đồng nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn cũng đã tích cực lồng ghép tuyên truyền nội dung bầu cử thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chính trị đến đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân. Thôn Đồng Tiến là một thôn Thanh Châu. Ở đây gần 30 năm khi thế là ở Thị Xuyên, bà con ở đây là toàn công giáo toàn tông. Thì qua đợt các cuộc bầu cử trưởng như đợt này thì bà con cũng rất phấn khởi về các cuộc họp, đặc biệt là các cuộc họp thì bà con tham dự rất đông đủ. Thì bà con kéo cờ tổ quốc làm vệ sinh, thực hiện các cái việc khác để chuẩn bị cho ngày bầu cử, lựa chọn để có những người có đủ đức, có tài để xứng đáng bầu vào đại biểu quốc hội và cả hội đồng nhân dân các cấp. Ngày bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một ngày trọng đại của đất nước. Chúng tôi là một người dân rất là hồ hởi và phấn khởi, cũng là mong đợi đến là ngày 22 tháng 5 để là bầu ra là hội đồng nhân dân các cấp để là lãnh đạo là đất nước nói chung và là thôn xóm chúng tôi nói riêng ngày càng được đi lên. Song song với công tác tuyên truyền, công tác hiệp thương cũng được tiến hành kịp thời, đúng tiến độ. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Tuyên Hóa đã chốt số đơn vị bầu cử hội đồng nhân dân huyện là 8 đơn vị, hội đồng nhân dân xã 123 đơn vị. Tổng số đại biểu hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 37 người, chốt danh sách niêm yết chính thức 61 người. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp được triển khai từng bước, đảm bảo tính dân chủ, thể hiện sự tập trung thống nhất trong công tác cán bộ. Hiện nay, các ứng cử viên đã về tại các địa bàn được giới thiệu ứng cử để gặp gỡ tiếp xúc cử tri. Tính đến thời điểm này thì tất cả các hoạt động để tập trung cho công tác bầu cử thì đã được chuẩn bị một cách khá chú đáo. Đặc biệt là sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thì Ủy ban bầu cử huyện cũng đã công bố cái danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đến thời điểm này thì hầu như tất cả các xã và thị trấn thì đang tập trung cho việc tuyên truyền bằng các cái hệ thống loa truyền thanh của thôn, của xã, rồi là bằng cái hệ thống băng rôn, băng cờ, biểu ngữ, rồi các cái bản đồ ẩm thực. Và trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trước ngày bầu cử 10 ngày thì các tổ bầu cử sẽ thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để cho toàn bộ cử tri trong địa bàn toàn huyện biết ngày bầu cử, địa điểm bầu cử để tham gia ngày bầu cử. Và Ủy ban bầu cử huyện tin tưởng chắc chắn rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các tầng lớp quần chúng nhân dân thì tin tưởng là cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Tuyên Hóa sẽ thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị các bước cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở huyện Tuyên Hóa đang được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng luật. Với sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Tuyên Hóa sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, xã biển Nhân Trạch, huyện Bố Trạch cũng đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch sẽ có 570 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với đa số là ngư dân khai thác thủy hải sản trên biển, vì vậy cán bộ phụ trách công tác bầu cử xã thôn thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền hướng dẫn người dân về luật bầu cử quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Địa phương thì trên là loa đài thông tin, rồi ở thôn rất là rầm rộ, và những cái ứng cử viên đã được nhân dân tìm hiểu rất là kỹ càng. Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi tình trạng cải chết bất thường, tuy nhiên cử tri xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch luôn dành sự quan tâm cũng như kỳ vọng về ngày hội lớn của toàn dân. Ngày bầu cử 22 là tháng 5 sắp tới thì nói chung nhân dân chúng tôi nói chung và cả cử tri nói riêng đều là có phấn khởi, nhiệt tình để là coi như hưởng cái ngày bầu cử là coi tốt đẹp,
Và riêng là coi bản thân là cử tri chúng tôi cũng là coi như là mong muốn là qua cái đợt là coi bầu cử lần này thì là coi như là các cái ứng cử viên đã là đạt được thành tích cao thì là coi như đưa hết khả năng của mình để lãnh đạo tình hình của tỉnh, đưa là cái coi là cái kinh tế của địa phương chúng tôi là coi như là phát triển mạnh mẽ. Hiện tại xã Nhân Trạch đã hoàn thành việc niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại 7 điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã. Ủy ban bầu cử xã cũng thường xuyên kiểm tra giám sát tại các điểm bỏ phiếu. Đến thời điểm này thì địa phương đã là chuẩn bị tất cả các bước theo luật định là đến hôm nay là hoàn thành theo đúng quy định. Đặc biệt là cái ngày mùng 2 tháng 5 vừa rồi thì địa phương đã là triển khai niêm yết tất cả các cái danh sách của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã. Công tác tuyên truyền cho bầu cử thì chúng tôi đang triển khai và triển khai rất là sôi nổi. Công tác vận động cử tri để mà chuẩn bị tham gia ngày bầu cử thì chúng tôi là triển khai đến thời điểm này thì rất là tốt. Ngày 22 tháng 5 sắp tới, cùng với cử tri cả nước, 6.300 cử tri xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự chuẩn bị chú đáo, nghiêm túc của chính quyền địa phương, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở xã Nhân Trạch diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Đơn vị bầu cử số 4 gồm 10 xã Quảng Thạnh, xã Quảng Lưu, xã Quảng Tiến, xã Kinh Hòa, xã Quảng Liên, xã Quảng Trương, xã Quảng Phương, xã Phù Hòa, xã Quảng Thanh, xã Quảng Xuân thuộc huyện Quảng Trạch. 1. Họ và tên: Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1967, giới tính nam, quê quán xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay tổ dân phố Diêm Nam, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y tế, nơi làm việc Sở Y tế Quảng Bình, ngày vào Đảng mùng 3 tháng 4 năm 2000, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ đại học bác sĩ y khoa, học hàm học vị bác sĩ chuyên khoa 2, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B. 2. Phạm Thị Duyên, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1986, giới tính nữ, quê quán xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay thôn Vinh Thọ, xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ y sĩ đa khoa, nơi làm việc trạm y tế xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch, ngày vào Đảng mùng 10 tháng 1 năm 2014, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ trung cấp y, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B. 3. Trần Thị Hương, sinh ngày mùng 7 tháng 4 năm 1983, giới tính nữ, quê quán xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ công chức phó trưởng phòng xây dựng nghiệp sống văn hóa và gia đình, nơi làm việc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình, ngày vào Đảng mùng 4 tháng 6 năm 2014, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành quản lý văn hóa, học hàm học vị thạc sĩ văn hóa học, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C. 4. Phan Thanh Sơn, sinh ngày 4 tháng 5 năm 1965, giới tính nam, quê quán xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay thôn Tám, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ chủ tịch ủy ban nhân dân xã, nơi làm việc ủy ban nhân dân xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, ngày vào Đảng 20 tháng 10 năm 1985, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ đại học nông học, lý luận chính trị trung cấp, là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2004-2011. 5. Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1979, giới tính nam, quê quán xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 4, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ tỉnh ủy viên,
Bí thư tỉnh đoàn. Nơi làm việc, tỉnh đoàn Quảng Bình, ngay vào Đảng, mùng 7 tháng 4 năm 2005, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học lâm nghiệp, học hàm học vị, thạc sĩ lâm học, lý luận chính trị cao cấp, tiếng Anh trình độ C. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 5 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là 3 đại biểu. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Đơn vị bầu cử số 5 gồm 7 xã, phường: phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận, phường Quảng Phúc, phường Quảng Long, phường Quảng Phong, xã Quảng Hải thuộc thị xã Ba Đồn. 1. Họ và tên: Hồ Thái Bạch, linh mục Hồ Thái Bạch. Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1942, giới tính nam, quê quán xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Thiên Chúa giáo. Nơi ở hiện nay: thôn Công Hòa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ: linh mục. Nơi làm việc: giáo sứ Liên Hoa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Giáo dục phổ thông 10/10. Chuyên môn nghiệp vụ: đại học thần học. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2011-2016. 2. Phạm Thị Hân. Sinh ngày 6 tháng 7 năm 1973, giới tính nữ, quê quán xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay: tổ dân phố 9, phường Đông Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ: cán bộ tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình. Ngày vào Đảng: mùng 10 tháng 12 năm 2001. Giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ: đại học sử học, học hàm học vị, thạc sĩ kinh tế chính trị, lý luận chính trị cử nhân, ngoại ngữ, tiếng Pháp trình độ C, tiếng Anh trình độ B1. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 3. Nguyễn Hữu Khoại. Sinh ngày 5 tháng 5 năm 1950, giới tính nam, quê quán phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Thiên Chúa giáo. Nơi ở hiện nay: thôn Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ: làm ruộng. Nơi làm việc: phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Giáo dục phổ thông 9/10. 4. Trương An Ninh. Sinh ngày 3 tháng 11 năm 1975, giới tính nam, quê quán phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay: số 4 Tuệ Tĩnh, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ: tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nơi làm việc: văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Ngày vào Đảng: 14 tháng 11 năm 2000. Giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ: đại học chuyên ngành kinh tế lượng, học hàm học vị, thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, tiếng Anh trình độ C. 5. Nguyễn Thị Như Quỳnh. Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1981, giới tính nữ, quê quán xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay: tổ dân phố 1, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ: công chức, phó chánh văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình. Ngày vào Đảng: 23 tháng 7 năm 2010. Giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ: đại học xã hội học, lý luận chính trị sơ cấp, tiếng Anh trình độ B. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 5 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là 3 đại biểu. Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Quảng Bình và Trạm Khuyến nông huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị đầu mối mô hình sản xuất giống lúa mới BT09. Mô hình sản xuất giống lúa mới BT09 được xây dựng trên diện tích 3 hectare với 21 hộ nông dân ở thôn Trường Dục tham gia. Trong quá trình sản xuất, các hộ nông dân được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa BT09, được hỗ trợ 100% giống lúa và 30% vật tư phân bón. Nhìn chung, các hộ thực hiện mô hình đã đầu tư sản xuất giống lúa BT09 theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu mô hình đề ra. Theo đánh giá tại hội nghị đầu bơ, giống lúa BT09 cho năng suất đạt khá, hạt gạo trong và thơm nhẹ. Hiện nay, lúa đang vào giai đoạn chín đều, cả cán bộ kỹ thuật nông nghiệp chỉ đạo mô hình đang hướng dẫn bà con nông dân chuẩn bị các khâu vật tư nông nghiệp cần thiết để thực hiện thu hoạch lúa theo đúng quy trình,
nhằm cung cấp nguyên liệu lúa giống cho công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Quảng Bình, đồng thời khuyến cáo nông dân đưa giống lúa này vào sản xuất trong vụ hè thu sắp đến, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân. Hôm qua ngày 6 tháng 5, tại hợp tác xã Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình thuộc công ty cổ phần tổng công ty nông nghiệp Quảng Bình phối hợp với phòng nông nghiệp huyện Lệ Thủy tổ chức hội thảo giống lúa trung ngày năng suất chất lượng cao GL105. Với mục tiêu từng bước cải thiện bộ giống lúa trong sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình đã đưa giống lúa mới GL105 giúp bà con nông dân thay thế dân các giống lúa đã tồn tại nhiều năm chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Để nhân rộng giống lúa GL105 trong toàn tỉnh, vụ đông xuân 2015-2016, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình đã triển khai mô hình trình diễn giống lúa này tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện Lệ Thủy, gồm xã Hồng Thủy, xã Hoa Thủy, xã An Thủy và thị trấn Kiến Giang. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng vụ đông xuân khoảng 123-125 ngày, thân to, cứng cây, đầy nhánh khá tập trung, nhiều hạt, tỷ lệ lẹp thấp, chất lượng gạo ngon. Bên cạnh đó, giống lúa GL105 còn có khả năng chống chịu sâu bệnh rất tốt, đặc biệt là rầy nâu, đào ôn, khô vằn, chịu thâm canh cao, thích ứng rộng, có thể sản xuất được trên nhiều loại chân ruộng. Trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bón phân, nên sau 4 tháng triển khai, những diện tích lúa GL105 đã có thể thu hoạch trong khoảng thời gian 10 ngày tới. Theo đánh giá ban đầu, năng suất thực tế tại mô hình sản xuất thử nghiệm đạt từ 70 đến 76 tạ một hecta, cao hơn giống đối chứng XI23 15%. Hiệu quả kinh tế cao hơn 7,6 triệu đồng một hecta so với giống lúa đối chứng. Qua hội thảo lần này, để làm cơ sở đề xuất bổ sung các giống lúa mới, năng suất, chất lượng cao, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu vào cơ cấu sản xuất tại tỉnh Quảng Bình. Từ đó nhằm tăng hiệu quả và giá trị sản xuất nông nghiệp ở các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Ban Cứu trợ tỉnh, vừa có quyết định về việc chi tiền phân bổ cho các huyện, thị xã để hỗ trợ cho các hộ gia đình có trâu bò chết trong đợt rét đậm rét hại năm 2016. Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh về việc quản lý, phân phối tiền, hàng ủng hộ từ các chương trình từ thiện nhân đạo, căn cứ danh sách trâu bò chết trong đợt rét đậm rét hại vừa qua do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã tổng hợp báo cáo, theo đề nghị của Tổ giúp việc Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình, quyết định điều 1 trích số tiền 727 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ cho các hộ gia đình có trâu bò bị chết trong đợt rét đậm rét hại vừa qua ở các huyện, thị xã trong tỉnh, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một con, có danh sách kèm theo. Điều 2, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ giúp việc Ban Cứu trợ tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Ban Cứu trợ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã chuyển tiền cho các hộ gia đình đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích yêu cầu và làm thủ tục thanh quyết toán với quỹ cứu trợ tỉnh theo quy định. Điều 3, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ chức việc Ban Cứu trợ tỉnh, Ban Cứu trợ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quy định này. Thay mặt Ban Thường trực, Chủ tịch Trần Văn Tuân, trưởng Ban Cứu trợ tỉnh. Danh sách về việc chi tiền phân bổ cho các huyện, thị xã để hỗ trợ cho các hộ gia đình có trâu bò chết trong đợt rét đậm rét hại năm 2016. 1. Huyện Minh Hóa 262 con, thanh tiền 262 triệu đồng. 2. Huyện Tuyên Hóa 93 con, thanh tiền 93 triệu đồng. 3. Huyện Quảng Trạch 210 con, thanh tiền 210 triệu đồng. 4. Thị xã Ba Đồn 5 con, thanh tiền 5 triệu đồng. 5. Huyện Bố Trạch 40 con, thanh tiền 40 triệu đồng. 6. Huyện Quảng Ninh 28 con, thanh tiền 28 triệu đồng. 7. Huyện Lệ Thủy 89 con, thanh tiền 89 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn, vì vậy để bảo vệ và phát triển tốt tài nguyên rừng, thời gian qua huyện Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cá nhân, đoàn thể trong việc bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh hiện quản lý trên 100.000 hectare rừng và đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên gần 73.000 hectare, rừng trồng gần 10.000 hectare và đất lâm nghiệp hơn 17.000 hectare. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra trong mùa khô, ngay từ đầu năm 2016, hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh đã phối hợp với các địa phương và chủ rừng tiến hành rà soát, phân vùng trồng điểm thường xảy ra cháy rừng, bố trí sắp xếp lực lượng, phương tiện phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Với quan điểm chỉ đạo lấy phòng là chính, hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, chỉ đạo chủ rừng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống cháy rừng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành và tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thông qua hệ thống loa truyền thanh, bảng tin, vân vân. Mùa khô là phải họp, họp để là có những triển khai về cái phòng chống cháy rừng. Và thứ hai nữa là vừa họp xong là vừa thống nhất xong, rồi xong là bắt đầu mình là phải tuyên truyền thường xuyên, là một tháng như vậy là phải hai lần để dân nhắc nhở cho dân nhận biết, nhận hiểu là bảo vệ rừng và nhận thức về rừng, và đồng thời nữa là trưởng bản 10 dân phải cam kết. Và toàn như vậy báo cáo là như vậy là 50 hồ là 50 là đơn cam kết và phòng chống cháy rừng. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân đối với công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trong thời gian qua hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh cũng đã đôn đốc các đơn vị chủ rừng và hộ gia đình có rừng tiến hành việc phản dọn thực bì, vệ sinh rừng trước mùa nắng bằng phương pháp đổ trước có điều khiển, với diện tích đã xử lý thực bì đạt trên 80% diện tích rừng trồng trên địa bàn. Công tác xử lý thực bì đã hoàn thành trước tháng 3 năm 2016. Ngoài ra, huyện Quảng Ninh đã kiện toàn các ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở và các tổ đội xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với sự tham gia của trên 900 người. Trong đó chủ trọng ra soát phương án, chủ động lực lượng, phương tiện, hậu cần sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức trực tuần tra canh lửa 24/24 giờ vào những thời điểm nắng nóng gay gắt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Thực hiện cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Quảng Ninh năm 2016, ngay từ đầu năm, hạt đã tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện triển khai các cái công văn chỉ đạo về việc xử lý thực bì và triển khai các cái hoạt động về phòng cháy chữa cháy rừng. Hạt kiểm lâm thường xuyên chỉ đạo các cái kiểm lâm địa bàn, các cái trạm kiểm lâm tăng cường về cơ sở để vừa nắm bắt, vừa theo dõi, vừa chỉ đạo hướng dẫn các cái chủ rừng cũng như các hộ gia đình phải làm tốt các cái quy định của nhà nước trong các cái hoạt động về trồng rừng cũng như khai thác rừng trồng trong cái thời điểm về mùa khô. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương, hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh và các đơn vị cá nhân chủ rừng, huyện Quảng Ninh sẽ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2016. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 5, khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4 bị bình thường, sóng biển cao dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 5, mây thay đổi ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ.